các quốc gia tiếp tục cứu trợ cho các nạn nhân thiên tai ở Phi Luật Tân, tin từ Cebu. Hai máy bay không quân Thái Lan đã đến Cebu vào hôm nay, mang theo 20 tấn vật liệu viện trợ, bao gồm thực phẩm, thuốc men, liều bạc và thiết bị lọc nước. Đội ngũ Thái Lan bao gồm các binh sĩ, bác sĩ và các đại diện từ các cơ quan chính phủ khác nhau là những người sẽ đánh giá các lĩnh vực khác mà Thái Lan có thể hỗ trợ. Trong khi đó, các chuyên gia về cứu trợ y tế, tìm kiếm cứu nạn và xử lý nước của đội ngũ cứu hỏa quốc tế của Pháp, được gọi tắt là PUI, đã đến Guam trên một máy bay của Úc mang theo viện trợ lương thực cho các cộng đồng ở những vùng xa xôi hẻo lánh. Họ mang theo khoảng 3.500 kg bánh biscuit năng lượng cao của Tổ chức Chương trình Lương thực Thế giới WFP. Guam là nơi đầu tiên cơn bão Haiyan đã đổ bộ vào đất nước này vào ngày 8 tháng 11. Chủ tịch của PUI, ông Philip Besson cho biết họ đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan địa phương để có thể giúp đỡ một cách hiệu quả cho người dân. Ông cho biết thêm là tình hình rất khó khăn. Trong khi đó, bà Lynn Johnston, dẫn đầu nhóm đặc trách ứng phó khẩn cấp của Úc, cho biết bà đã tiếp xúc được với 8 công dân Úc ở Guam. Hiện nay, họ không bị thiếu thốn gì cả và nhóm của bà sẽ trở lại trong vài ngày tới để đưa các công dân của Úc ra khỏi nơi này. Phi Luật Tân vẫn còn đang gặp nhiều khó khăn để đưa viện trợ đến các khu vực bị tàn phá do mức độ nặng nề của sự tàn phá đã làm 4 triệu người phải di dời. Các nhà chức trách ước tính hơn 3.900 người đã bị thiệt mạng khi cơn bão Haiyan đổ bộ làm nước biển dâng tràn lên bờ.